Welcome to tonight's match. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để trận đấu bắt đầu. Petro, Haudianba, Fernando Hierro. Đó là đường truyền lơ lửng chính xác. Fernando Torres. Pha ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Anh đã có bàn thắng. Không quá bất ngờ, cầu thủ này luôn duy trì được khả năng ghi bàn của mình qua từng trận đấu. Tỷ số hiện đang là 1-0. Cavahan. Casemiro. Anh ấy đang quan sát và chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Một ngày thi đấu quá tốt, anh ấy đã cản phá rất xuất sắc. Toni Kroos đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Đó là pha đánh đầu dũng mãnh và bàn thắng cho anh ấy. Một tình huống ghi bàn rất ấn tượng của cầu thủ đó. Đó là pha phạt góc hoàn hảo và anh ấy đã tận dụng nó với pha đánh đầu chuẩn xác. Trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Cavahan. Rudiger. Cristiano Ronaldo. Đó chính xác là tình huống việt vị khi anh ấy đã di chuyển quá sớm. Nỗ lực tuyệt vời của Cristiano Ronaldo. Đó có lẽ là pha tạt bóng. Anh ấy đã bị phạm lỗi. Đây sẽ là cơ hội lớn từ pha đá phạt trực tiếp. Nỗ lực tuyệt vời nhưng bàn thắng vẫn chưa tới sau pha đá phạt đó. David Beckham, Karim Benzema, Paul Dianba đang đưa bóng về phía trước. David Beckham, thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Petro, đó là tình huống việt vị, pha di chuyển quá sớm. Một tình huống chạm bóng và đó là tình huống ném biên. Morata. Fernando Hierro. Rodri. Morata. Có lẽ anh ấy đang đợi tình huống băng lên. Một pha lập công hoàn hảo, điểm 10 cho chất lượng. Thật đáng tiếc khi bàn thắng không được công nhận. Một tình huống việt vị. Pha trả bóng cho đồng đội. Petri. Một tình huống đoạt bóng thành công. Đây sẽ là cơ hội phản công nguy hiểm. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng. Anh ấy đã thi đấu thiếu tập trung và để mất bóng nguy hiểm. Cristiano Ronaldo. Đây là cơ hội để anh ấy thực hiện pha tạt bóng. Cristiano Ronaldo chuẩn bị từ Karim Benzema. Vâng, đó là một pha đánh đầu đơn giản. Thủ môn đã bắt gọn chạy bóng. Morata. De Marcos. Một sự liên kết chặt chẽ. Họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Petro. Một siêu phẩm đã được vẽ ra. Bàn thắng đã đến ở những phút cuối hiệp 1 thật bất ngờ. Trận đấu đang có tỷ số 2-1. Theo Hernandez. Varane.
Casemiro. Vâng. Trọng tài đang chuẩn bị để bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Anh ấy đang truyền về cho đồng đội. Cristiano Ronaldo. Các cầu thủ đang tìm kiếm cơ hội. Họ lên bóng một cách chậm rãi. Pedri. Jordi Alba. Rudiger đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. David Beckham. Cavani. Họ không quá vội vàng, vẫn là sự ưu tiên cho khâu kiểm soát bóng. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. De Gea đã bắt gọn trái bóng. Fernando Torres đã rơi vào bẫy việt vị. Karim Benzema. Fernando Torres. Pedri. Đó là đường chuyền lơ lửng chính xác. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Một tình huống phạt góc. Họ cần tập trung phòng ngự. Anh ấy đã để mất bóng trong vòng cấm rồi. David Beckham. Varane. Đường chuyền về cho đồng đội. Fernando Hierro. Anh ấy đã ngăn chặn kịp thời. Karim Benzema. Đó là đường chuyền bóng chính xác. Bóng đã tới chân đồng đội. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Toni Kroos đang lấy bóng và chuẩn bị pha phạt góc này. Jordi Alba đang đưa bóng về phía trước. Huấn luyện viên của họ đang vô cùng nuối tiếc với pha bỏ lỡ vừa rồi. Đó đã có thể là bàn thắng san bằng tỷ số. Fernando Hierro. De Marcos. Bóng đã trở lại với chân cầu thủ ấy. Morata. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Đó là một pha tạt bóng. Đó là cú sút. Pha ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Thủ môn ngày hôm nay đang thi đấu giữ phong độ và bàn thua vừa rồi là điều khó tránh khỏi. Tỷ số hiện đang là 3-1. Karim Benzema, một tình huống dứt điểm. Bóng đã chạm vào chân hậu vệ rồi. Tình huống đá phạt góc. Một pha bóng ra xa an toàn. Một tình huống phạt góc tiếp theo cho đội bóng. Một pha ghi bàn bằng đầu quá ấn tượng. Đó là một pha lập công chỉ có thể nói là hoàn hảo. Mùa giải năm nay, đội bóng đã ghi được rất nhiều bàn thắng ở những tình huống cố định như thế này. Trận đấu đang có tỷ số 3-2. Karim Benzema. Các cổ động viên thì luôn ở bên cạnh cầu thủ để chuyền lửa cho họ dù đội bóng đang bị dẫn trước. Cristiano Ronaldo. Vâng.
Casemiro, Fernando Hierro, Pedri. Thời gian bù giờ là 3 phút. Đó là phép lợi thế. Và anh ấy, cầu thủ ấy đã có pha vào bóng. Liệu trọng tài có rút thẻ với anh ấy hay không? Cristiano Ronaldo.